Giống ổi dứa tại Giang Gia Đình hôm nay xinh lung linh luôn nha khách yêu ơi. Cây nào cây nấy đang có chiều cao là từ 1 m cho đến 1,2 m cả nhà ha. Đây, tán lá thì giờ là tùm rồi. Xinh lung linh luôn cả nhà nha. Loại này cũng sẽ cho trái sau khoảng thời gian là từ chắc khoảng 2 năm cả nhà, 2 năm trồng nha cả nhà, khoảng 2 năm á. 2 năm trồng. Cây giống của ta tại vườn Gia Đình đây. Gốc của nó cũng tương đối là không có nhỏ lắm như cây giống cơ nha ha. Cái này là cây loại lớn, cũng loại hơi lớn lớn rồi. Đây góc đó cả nhà nha. À, giá của mô em như vậy á, thì có giá là 180k trên một cây nha cả nhà ơi. À, khách yêu của ai có nhu cầu thích ghé thăm vườn Gia Đình để xem cây ổi dứa thì mình cứ đến địa chỉ là đối diện số 294 đường HT17 phường Hiệp Thành quận 12 gần bến xe buýt Hiệp Thành, hoặc có thể gọi cho mình ở số điện thoại là 0978 163 255 để mình liên hệ trực tiếp Gia Đình để đặt cây nha cả nhà. Rồi, xin chào cả nhà. Chúc cả nhà có một ngày tốt lành nha.